tổng hợp những chúa hề ngoài đời thực khiến người xem không nhịn được cười. Cao thủ đang combat cực căng thì gặp phải thách đấu ăn hành ngập họng. Ổng giận quá à, giơ tay nhá nhá, nào ngờ. Ổng đấm trúng cái màn hình nứt một mảng. Nhanh trí thì thò tay tắt máy, cất tai nghe, mang dép ra tính tiền. Mới tính nóng như kem, giờ đã mặt lạnh như tiền. Thiệt là bái phục đó mà. Tiếp theo, nhóm người hợp sức đưa cái ống cống xuống hố. Cột dây sẵn sàng, gọi giờ đẩy xuống đi cha. Ok nha, tất cả chuẩn bị, thả từ từ nè. Và cái kết. Cái ông nó kéo cả đám ngã sấp mặt, rồi rớt xuống hố bể nát. Công nhận làm việc nhóm hiệu quả ghê luôn á trời. Còn đây, đi học về bà chủy tại lanh và cái kết. Bà té nằm sải lai, còn thằng em cười khoái chí. Ai mượn bà ngựa ngựa nhảy xuống làm chi không? Hình như mày làm em tao hơi lâu rồi đó con à. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.